Hello, xin chào anh em nhé, lại là em Tuấn Hải Dương đây anh em ơi. Thật sự thì 2-3 ngày hôm nay miền Bắc nó lắng không thể chịu nổi anh em ạ. Toàn gần 40 độ thôi, chim lá hóng lóng há hết cả mồm anh em ạ. Hôm nay em sẽ có hai em bổi cực kỳ chất lượng muốn chia sẻ đến cho anh em nhé. Trời lắng lóng quá anh em ạ, nhưng vẫn test bổi cho anh em ngắm nhá. Hai con cực kỳ chất lượng anh em ạ. Trong hai con này thì một con thì bổi ra được hơn một tuần lồng anh em ạ, và một con bổi là chim bẫy em Tuấn Hải Dương bẫy sổng anh em nhé. Chim nó con đấy thuần tầm khoảng 70% ấy, màu đổ lân đấy anh em nhé. Anh em kết con nào thì alo trực tiếp em Tuấn Hải Dương nhá, hàng cực kỳ chất lượng cho anh em. Này anh em ơi, em số 1 này anh em này, đó là dây màu xanh non anh em nhé, có này màu đổ lân anh em ạ. Có này anh em nhìn này, chim em Tuấn Hải Dương bẫy sổng này đít nó hơi nhạt chút anh em nhé, anh em theo dõi kỹ ạ. Con số 2 đây thì nó là con bổi này hơn một tuần lồng, dây màu đỏ anh em nhé, chân dây màu đỏ anh em này. Hai con này thì cực kỳ gấu anh em nhé. Con số 2 em giao lưu anh em với giá là 1,8 triệu anh em ạ. Số 1 thì thuần được tầm khoảng 70% rồi anh em nhé. Anh em kết con nào thì alo trực tiếp cho em. Đây, anh em nhìn chưa đây. Hai con này bóng bộ đều đẹp hết anh em nhé, bóng bộ đều lông mỏng đoàn dài hết anh em ạ. Anh em kết thì alo trực tiếp cho em Tuấn Hải Dương nhá. Hàng rất là ok luôn anh em ạ. Cái con bẫy sổng này hôm nay em vội quá nên em không quay clip lúc vào nó chơi. Bẫy sổng anh em nhìn ngực rất là lở luôn anh em nhé, ngực lở. Mà cao cầu, đứng cao cầu, màu đá lên anh em ạ. Con này hôm nay em bẫy che ác đấy anh em ạ. Con bổi thì ở bên trên anh em nhé, con bổi hơn một tuần đồng ở bên trên này, dây màu đỏ đấy. Con này rất là mau anh em ạ. Ở ngoài anh em nhìn nó bộ nó thích hơn nhiều anh em ạ. Đây anh em nhìn cho lắng lóng hái hết mồm ấy. Cái con chim bẫy sổng này anh em nhìn vai ngực rất là lở luôn. Anh em kết con nào thì ra alo trực tiếp cho em nhé. Hàng rất là ok luôn anh em ạ. Chim này đều không tật lỗi nhỏ đâu anh em nhé. Lắng lóng quá, con chim nó chơi không được căng nữa anh em ạ. Người mình còn không chịu được anh em ạ. Mấy hôm nay miền Bắc có thời tiết nó khó chịu quá. Cái con bổi kia chơi cánh như máy luôn anh em ạ. Lúc cái bẫy nó chơi cánh như máy luôn. Con bổi đấy anh em ạ, con bổi thì dây màu đỏ hẳn đít nó đỏ hơn. Đấy, con bổi này chơi cánh này. Ở ngoài nó chơi cánh kinh lắm anh em ạ, chơi khiếp luôn. Con bổi dáng rất là đẹp luôn anh em nhé. Anh em kết thì alo trực tiếp cho em. Con chim sổng này em giao lưu anh em với giá là 1,7 triệu anh em nhé. Còn con chim bổi một hơn một tuần đồng kia dây màu đỏ kia đứng phía trên này em giao lưu anh em với giá là 1,8 triệu nhé. Hai con chơi rất là gấu luôn anh em ạ, không chê được luôn anh em nhé. Anh em nào kết thì quất cả đôi về gột cho sướng anh em ạ.